xin kính chào toàn thể các bác trên khắp mọi miền quê hương đất nước Việt Nam cùng bạn bè năm châu quốc tế. Tiếp tục đó là mã 18 TNW 3000 về hàng trong buổi trưa chiều tối hè hôm nay. Đấy. Đôi này về tổng cộng là đôi thứ hai, đôi này về là 48 và đôi thứ 49. Trong suốt thời gian mà em bán hàng thì cái mã hàng này gần như là bán chạy nhất. Đó là bát 18 inch, mã hiệu là 18, TNW 3000. Công suất khởi chạy trên một củ bát là 1800. Công suất chương trình là 3600 và công suất đạt đỉnh điểm tối đa trong vòng 3 giây là 10.000W. Và bây giờ tiếp tục unbox ra để mời các bác cùng xem. Thì đây là những kiện hàng em về trong mấy ngày hôm nay nhá. Có khi hôm nay quay thôi, nhưng mấy hôm nữa mới đăng lên được cơ. Vẫn nhiều việc lắm, tranh thủ thời gian. Ok, chúng ta sẽ bóc cái hàng này ra, mời các bác cùng xem các bác nhá. Đây, bát 18 TNW 3000. Con này sử dụng cấu hình là bát 2 tầng côn từ 22 côn 100. Đấy. Chuyên dùng cho các bác làm live show sự kiện tiệc cưới chuyên nghiệp. Các bác thay thế vào những cái hệ thống thùng loa đã kém dần theo thời gian và đánh nó hay bị sự cố tại cái loa bát, thì đây là cái sự lựa chọn hoàn hảo cho các bác. Thùng rất là chất lượng và bát của nó cũng vô cùng là cao cấp, cùng với là chất lượng để phục vụ các bác đánh công suất lớn, đạt là công suất đỉnh điểm lên đến tận 10.000W trên tải 8 ohm, không bị hư hại đến củ loa. Củ loa rất là nặng. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ xem nha các bác nhé. Đây là nguyên đai nguyên kiện này, trực tiếp unbox đi nhá. Em sẽ để tạm đây. Đây là 18 TNW 3000. Công suất đỉnh điểm 10.000W. Đôi thứ 48 và đôi thứ 49. Đấy. Vỗ màng nghe tiếng đã thình thịch rồi. Từ 22 côn 100. 12 kg. Đấy, nhẹ nhàng 12 kg. Nhưng nguyên đai nguyên kiện thì nó sẽ nặng hơn, nó vào tầm gần 14 kg, 13 cân rưỡi hay 13 cân 8 gì đó. Thì sắp tới em sẽ cho ra cùng với cái mẫu củ nó bát này, đó là hom thùng giống như cái mẫu thùng của P-Season này, cũng là Homelander, nhưng nó sẽ khác về cái thiết kế design trong thùng. Thì là khối lượng trong cái khoang kín nó sẽ có thay đổi so với cái khoang kín của cái mẫu P-Season nha các bác nhé. Nguyên đai nguyên kiện này, có cả túi bóng ni lông này. Và đây cũng là một đôi của một bác khách ở trong miền Nam, không biết là bác ở Biên Hòa, Đồng Nai hay là ở đâu đâu đó, em không nhớ rõ, không kể đâu. Chỉ biết là bác đặt là nguyên cả một đôi, nhưng mà bây giờ là chưa có thùng. Thì thông báo trước với các bác là có củ loa bát để các bác săn đón và tìm mua. Đấy, và củ loa bên em thì có rất nhiều nhé. Giá hiện tại một cặp củ này là 5.500.000 trên một cặp. Ví dụ các bác lấy 2 cặp thì là 10.500.000 hai cặp và bao ship cho các bác. Một cặp là 5.500.000 bao ship, mà hai cặp này chỉ có 10.500.000 thôi, bao ship cho các bác. Đấy. Tần số cộng hưởng màng loa bát là 31Hz. Đấy. Công suất thì đã nhiều lần em kể cho các bác rồi, còn nhiều các bác vẫn cứ chê. Thì các bác hãy để ý này, những cái dòng loa mà nó hai tầng côn ấy, nó có một công nghệ đặc biệt, đó là double côn, tensacôn. Như cái dòng này thì là sử dụng nguyên cái công nghệ tensacôn và double côn của Ethansound xịn của Ý, công nghệ sản xuất của Ethansound Ý, sản xuất gia công lắp ráp tại hàng xóm của Việt Nam, đó là Trung Quốc. Và hàng này xin nhấn mạnh các bác là làm theo tiêu chuẩn thôi nhé, chứ không phải là xịn của hãng Ethansound đâu. Công nghệ của hãng thì em tôn trọng bản quyền công nghệ của hãng, sẽ nói đầy đủ nó giống như này giống như kia để các bác biết thêm thông tin về sản phẩm cũng như là nguồn gốc xuất xứ. Và những cái này mà hàng xịn, bãi xịn hay là hàng mới cứng, cung gốc mới cứng, xịn chính hãng thì giá của nó khoảng tầm 11 triệu đến 14 triệu trên một củ loa bát. Tức là một đôi nó khoảng tầm 26 đến 28 triệu. Đấy là chưa tính phí ship từ EU, tức là các nước trong khối EU ấy, gửi về Việt Nam, chưa tính cái tiền cước. Các bác cứ tính 300 nghìn một cân, chục cân là mất 3 triệu rồi. Sau này 14 cân nữa thì nó khoảng tầm là 4 đến 5 triệu tiền cước trên một kiện kiện bát, ví dụ như này, gửi từ Ý về Việt Nam hay là các nước châu Âu, châu Mỹ khác. Đây là giá trên eBay. Còn
chính hãng tại Việt Nam thì có một công ty, đó là công ty Hoàng Bảo Khoa, nhưng mà em chưa thấy thông tin giá của sản phẩm này tại Việt Nam. Nếu như có tại Việt Nam chắc nó cũng khoảng tầm 18 đến 19 triệu trên một chiếc củ loa xịn của Essential. Đây là không phải là dìm hàng thương hiệu nào đâu, mà đây là cái củ loa để các bác săn đón và tìm mua thay thế vào những cái thùng loa đã có sẵn. Và cái thông số này là cũng thông số tiêu chuẩn của hãng luôn. À, các bác nhá. Essential. Hai côn, dual vai côn, tensa côn. Đấy. Hai thằng côn và côn quấn lớp trong lớp ngoài gọi là tensa côn. Đấy. Hộp sân này rất là khủng lớn. Nên tận 10.000 W đỉnh điểm trong vòng 3 giây. 3.600 W đánh tải liên tục trong vòng 8 tiếng đồng hồ không có ngừng nghỉ, tức là đủ 3.600 W các bác đánh 8 giờ liên tục máy ra mới cháy được con này. Còn công suất là 1.800 W là các bác đánh bét này nhè trong vòng 1.000 giờ. Đấy. 1.000 giờ. Những cái thông số em vừa kể thì đó là cái thông số tiêu chuẩn của hãng đề ra. Còn ngoài ra các bác có khen có chê, đấy là việc của các bác. Các bác nhìn cái hình thức cái loa nó không được ưng mắt lắm các bác chê. Hay là các bác nghe em nói mà thấy nghe có vẻ là chém gió hơi bay mái tôn thì các bác cũng có thể chê. Và nếu như các bác đã sử dụng rồi thì các bác sẽ nhận ra một điểm, đó là con này tiếng đánh rất là êm và sâu. Đấy, tần số cộng hưởng khi vỗ màng là 31 Hz nhé. Đấy, các bác nghe này. Nghe tiếng là vỗ màng, nghe tiếng rất là êm và sâu. Ok, giới thiệu thì cũng giới thiệu rồi, giá đọc rồi. Các bác nào quan tâm thì hệ trực tiếp nhé. Hiện tại là đôi thứ 48 và đôi thứ 49. Nếu như các bác nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp với em sẽ gửi hàng cho các bác. Nếu như các bác nằm ra sau sự kiện tiệc cưới ở gần đây mà gửi xe thì em không cần cọc đâu. Còn nếu như các bác ở xa thì em sẽ nhận chút tiền cọc của các bác nhé. Nếu như gửi xe thì không cần phải cọc, nói nhanh đấy. Nó gọi đã làm đám cưới, mà còn nếu bác mà chơi như gia đình thì em nhận tí cho nên yên tâm. Đấy, còn các bác làm đám cưới không cần cọc. Nấy thì nấy, mà không kịp nấy thì hôm sau nấy hoặc thôi. Em không quan trọng, còn các bác mà chơi gia đình em phải cọc nhé. Rất chất. Ok, xin kính chào toàn thể các bác. Hẹn các bác trong những video clip lần sau.